Xin chào, xin chào. Lại là tôi, chất xám đây. Anh em ạ, trong tất cả những người chị của cuộc đời tôi, từ chị Ong Vàng, chị Thỏ Ngọc, chị Thờ Nguyễn, thì người đóng vai trò quan trọng nhất trong những bước trưởng thành của tôi chính là chị Google, đặc biệt là chị Google Maps, người nâng niu bước chân tôi trên những nẻo đường xa lạ. Mặc dù nhiều khi chị dắt tôi bơi xuống sông, vào ngõ cụt hay là vòng vo Tam Quốc nửa tiếng để đi quãng đường 1 km, thôi thì không sao, tôi vẫn tin chị là người chỉ đường dẫn lối vĩ đại. Và gì, cái gì tôi cũng tìm thấy trên Google Maps. Nhưng không, tôi đã lầm. Chị Google không thể một tay che cả bầu trời, nhưng chị đã che đi một số nơi bí ẩn mà soi kỹ như là soi Facebook của người yêu cũ. Tôi vẫn chỉ thấy ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Và hôm nay tôi sẽ bóc phốt chị bằng 7 vùng đất bí ẩn anh em không thể quan sát qua Google Maps. Let's go! Số 1. Thị trấn Roswell, Mỹ, nơi đồn thổi có đĩa bay và người ngoài hành tinh. Roswell là một thị trấn nhỏ của nước Mỹ đã bị Google Maps làm mờ, khiến cho không một ai có thể quan sát nó từ bản đồ Internet. Tại sao vậy? Im lặng là vàng. Tất nhiên là chị Google không biện minh hay là giải thích gì về hành động khó hiểu này rồi. Tuy nhiên, giấy không bọc được lửa. Những tin đồn về người ngoài hành tinh và đĩa bay lởn vởn trong phạm vi thị trấn này đã hé ra sơ hở. Những người dân trong thị trấn đã từng tận mắt chứng kiến vật thể lạ như đĩa bay sáng lấp lánh bay lượn vu vu trong ánh nắng chan hòa của Roswell. Những mảnh vỡ kỳ lạ cũng được tìm thấy đã chứng minh rằng những tranh chấp có thể đã xảy ra giữa người ngoài hành tinh và thế lực nào đó trên trái đất. Và để thêm phần hấp dẫn, chị Google đã tận tay biến cuộc sống tại Roswell thành một bộ phim có che để người xem tò mò vô cực. Series phim dài tập có che của chị Google không chỉ làm về đề tài khoa học viễn tưởng mà nó còn phát triển thêm cả lĩnh vực hành động với những pha bạo lực gia đình đi vào lịch sử trong ngôi nhà này. Số 2. Ngôi nhà chứa đựng những ký ức kinh hoàng ở đại lộ Seymour, Hoa Kỳ. Anh em thấy không? Hậu trường làm phim có che là một ngôi nhà nằm hiên ngang trên phố. Tất cả những người hàng xóm của nó đều nét căng như phim HD. Riêng một mình căn hộ này lại mờ ảo như TV bị nhiễu sóng 15 năm về trước. Nó nằm ở vị trí đắc địa của đại lộ sầm uất Seymour, Mỹ và mang số báo danh 2027. Chuyện kể lại rằng, nam chính của bộ phim hành động này là một người đàn ông man dợ. Hắn đã bắt cóc, giam giữ và hấp diêm 3 người phụ nữ trong vòng 10 năm. Thật đau lòng khi trong đó có một cô bé mới 14 tuổi và một thiếu nữ 17 xuân xanh. Bé gái 14 tuổi thậm chí mang thai và chuyển dạ sinh con ngay dưới tầng hầm của ngôi nhà. Tôi nói thật là xem mấy video kinh dị, lạ thường trong BMG khám phá đã khuấy đảo tâm hồn ngây thơ của tôi lắm rồi. Ông này còn làm tôi kinh hãi hơn. Có lẽ chị Google Maps đã thấu hiểu nỗi đau của những nạn nhân trên nên đã làm mờ ngôi nhà như một cách để giúp họ xóa bỏ ký ức kinh hoàng kia. Dường như chị có sở thích bảo vệ con tim mong manh của loài người, thế nên bất cứ nơi nào kinh dị, chị đều che lại hết. Hòn đảo ma dưới đây cũng không nằm trong ngoại lệ. Số 3. Hòn đảo ma Sandy rùng rợn. Nhắc đến đảo ma, chắc anh em phải tưởng tượng đến các thiếu nữ áo trắng tóc dài bay vất vưởng nhí. Nhưng mà tiếc là chưa thấy con ma nào thì hòn đảo này đã biến mất rồi. Sự tồn tại của nó thiên biến vạn hóa hơn cả 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không. Từ thế kỷ thứ 19, đảo Sandy đã hiện diện rõ ràng và được vẽ lại trên nhiều loại bản đồ trên thế giới. Sau đó bước sang thế kỷ 20, các nhà thám hiểm lên đường tìm kiếm nó thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Thế là họ đành ngậm ngùi xóa Sandy khỏi bản đồ và truyền miệng nhau rằng chắc tổ tiên đi biển đói quá, mắt mờ nên nhìn lộn. Nhưng không, Sandy dường như thích trêu đùa con tim mong manh của loài người. Nó bất ngờ trồi lên. Hello, motherfucker! Hello, motherfucker! Qua Google Maps, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể thấy chỉ là một vệt mờ mờ như que thử thai chưa lên vạch thứ hai. Vậy nên, Sandy có thật hay không, chưa một ai dám khẳng định. Nhưng có một thứ rõ ràng có thật, cả thế giới biết hết rồi mà chị Google vẫn che cho được. Không hiểu làm sao luôn. Số 4. Gương mặt thương hiệu KFC, đại tá Sander. Nếu Việt Nam có ông Thọ, người đàn ông mang sữa của mình ra bán, thì Mỹ đã có Sander, vị đại tá mang mặt mình ra làm logo KFC. Có lẽ ông đã rất tự hào về gương mặt mang tính tấu hài, gương mặt vui vẻ mà chỉ cần nhìn thấy thôi là trong đầu tôi đã hiện lên đủ thứ gà giòn cay, gà quay, gà popcorn.
Không hiểu sao một gương mặt đậm chất gà như thế mà chị Google lại cứ che đi. Mất công mất tiền làm ra cái logo to chà bá khắp nơi để tự ngắm bản thân mình từ bản đồ vệ tinh. Vậy mà xuất hiện ở đâu lại che như phim nhạy cảm ở đấy. Có tức không cơ chứ? Không tức nha anh em. Chị Google Maps của tôi đang hoàn thành sứ mệnh công việc thôi. Sếp bảo không được hiển thị hình ảnh con người trên bản đồ nên chị làm ý như vậy. Thôi thì không xem được người. Thế tôi hỏi xem Triều Tiên có được không? Chị vẫn không cho. Chán. Số 5. Triều Tiên, trời hệ một mình một thế giới. Nhiều lúc vắt chân lên trán mà suy nghĩ về đất nước xa xôi Triều Tiên, tôi cũng tò mò lắm. Không biết cái miền đất đang bình yên vô sự khi mà cả thế giới đang quằn quại với đại dịch trông nó như thế nào nhỉ? Nghe đồn rằng ở Bình Nhưỡng, chính phủ hướng dẫn cho nam giới cắt tóc giống idol Kim Jong-un. Vậy đi ra đường, chắc quả đầu này phải hot hơn cả đầu cắt moi của Khá Bảnh. Thế nhưng tôi đành khép lại toàn bộ sự tò mò, bởi vì chị Google bảo tôi sân si, hit drama từ Việt Nam sang Trung Quốc chưa đủ hay sao, mà còn định hit lên cả Triều Tiên. Thế nên chị giúp đất nước này tạo nét, đó là những nét mờ mờ, ảo ma như Canada trên bản đồ Internet. Đến bao giờ Bình Nhưỡng mới hết trời hệ một mình một thế giới, để tôi du lịch sang đấy ngắm các anh có quả đầu Kim Jong-un đi lại trên phố đây. Tham gia vào bộ sưu tập Xuân Hạ Thu Đông, không muốn ai thấy mình. Cùng với Bình Nhưỡng còn có quốc gia xinh đẹp mỹ miều Anh Quốc, nhưng không phải che hết từ đầu đến chân, mà chỉ che phần nhạy cảm đặc biệt thôi nha anh em. Số 6. Đảo Greenland, Scotland, ẩn giấu vũ khí hóa học chết người của nước Anh. Và phần nhạy cảm mà nước Anh muốn che đi này có hình bầu dục dài, chiều dài ngoài cả sự trông đợi của chị em. Nó dài đến vài km, và xung quanh Anh toàn là nước ấy. Cơ thể Anh đang bị ướt đây. Vâng, ý tôi nó là một hòn đảo giữa biển mang tên Greenland ở Scotland. Vậy thì có gì trên đó mà nước Anh lại giấu như mèo giấu xít vậy? Nghe phong phanh rằng các nhà khoa học đã thử nghiệm vi khuẩn bệnh than tại đây vào năm 1942 khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra khốc liệt. Nó là một loại vũ khí hóa học gây chết người khủng khiếp nhất nhân loại. Nạn nhân là 60 con cừu. Thay vì làm món thịt cừu xào xả ớt, họ đã cho chúng thử nghiệm chất hóa học và tất cả lăn đùng ra chết phí phạm trong vài ngày. Ngày nay, nhiều người tin rằng các sinh vật trên hòn đảo này vẫn còn nhiễm bào tử của căn bệnh này và không một ai dám bén mảng đến đây. Cả chị Google cũng phải sợ quá mà làm mờ hòn đảo này đi. Cũng có thể chị tiếc thương cho 60 con cừu tội nghiệp. Dường như bất kỳ nơi nào có nỗi đau, chị đều muốn che đi. Khu vườn này cũng vậy. Nơi Chúa cầu nguyện trước khi Ngài bị đem đi đóng đinh và thập giá. Số 7. Yosemite, Israel, khu vườn Chúa cầu nguyện trước khi bị bắt đem đi đóng đinh và thập giá. Khu vườn mang tên Yosemite là một vườn cây ô liu nằm dưới chân núi ô liu ở thành phố Jerusalem. Yosemite nổi tiếng là nơi Chúa Giê-xu và các tông đồ đã cầu nguyện trong đêm trước khi Ngài bị bắt đem đi đóng đinh và thập giá. Vườn Yosemite trở thành trung tâm cho các người hành hương Kitô giáo linh thiêng. Đây cũng chính là miền đất Đức Trinh Nữ Maria được mai táng và được đưa về trời sau khi từ trần trên núi Zion. Mặc dù hàng triệu người hành hương vẫn đổ về đây hàng năm, tưởng như không có bí mật nào để che giấu, nhưng Google vẫn làm mờ một số chi tiết của khu vườn. Bởi vậy nếu anh em có muốn đi du lịch online đến đây thì cũng khá khó khăn đấy nhé. Dù không biết rõ lý do mà Google che giấu những nơi này, nhưng tôi vẫn tin rằng chị tôi có nỗi khổ tâm riêng. Chị đã làm nhiều thứ, dạy dỗ tôi nhiều điều mà không lấy đồng nào, tích đức ý như thầy Lộc phụ hồ, nên tôi vẫn yêu quý chị. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ gì về những địa danh bí ẩn muốn xem cũng chẳng xem được mà tôi kể trên đây? Xin cánh tay của những ai tò mò dưới phần bình luận nhé. Xin like, share và đăng ký kênh của những ai yêu quý chất xám nữa. Video đến đây là phải kết thúc rồi. Giờ thì bye bye!